Xin chào tất cả các bác các anh. Vâng, năm mới 2023 em xin kính chúc các bác các anh một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, làm ăn thì phát đạt, luôn luôn thuận lợi, luôn luôn thành công, mãi phát tài phát lộc. Thì đầu năm nay là ngày mùng 4 Tết, em có bàn giao một chiếc Komatsu FD25-12 chạy số tự động, đang xe lăng dịch giá này, xe rất đẹp luôn. Vừa trước Tết em rửa cái là các bác đi qua, các bác chúc Tết đi qua xem là chốt luôn. Các bác ra Hải Dương các bác nhá. Đấy, dịch giá này, 4 hộp hơi. Đấy. Xem ngay trong ngày, chốt luôn trong ngày. Thì là xem xong là đi luôn. Giờ là đang về cho vọc kéo về Linh Giang, Hải Dương. Đấy. Xe em có rất là nhiều, gần 100 chiếc sàn bãi. Dịch giá số tự động tháp 3m ạ. Ngoài xe này ra thì em có rất nhiều xe, gần 100 chiếc sẵn bãi, trọng tải từ 1,5 đến 4 tấn em có đủ. Đấy, xăng, dầu, ga. Đấy. Các bác qua Tết mà có dịp đi mua xe lưng hay có nhu cầu thì cứ lâu cho em. Xuống tại 037-987-5765 em để bên dưới góc hình. Đấy. Giá chỉ từ vài chục triệu cho một chiếc xe lưng, rất là ngon, tấn rưỡi. Đấy. 2 tấn rưỡi thì tầm khoảng 500 triệu là giá rẻ nhất. Đấy, máy xăng. Cái tầm 1 mét anh ạ. Tầm 1 mét đấy. Đấy. Kính còn nguyên kính chắn gió luôn. Máy thì cam kết không bổ xẻ. Nếu phát hiện bổ xẻ thì em xin phép tặng xe cho các bác luôn. Giấy tờ đăng kiểm các bác cầm đủ. Đấy. Đây các bác mua không bảo hành thì các bác trở thẳng về luôn. Còn khi các bác bảo hành thì các bác sẽ cọc cho em khoảng độ 5-10 triệu hoặc là 30% giá trị của xe. Đấy, thì em làm xe bảo hành cho các bác này, tay phớt này, tay dầu mỡ các thứ. Nói chung là ngon lành thì em trở về tận nhà cho các bác luôn, trở về tận ngõ. Cảm ơn các bác đã theo dõi ạ. Nếu thấy video hay thì cho xin một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những thông báo mới giờ của em. Xin chào lại các bạn.